Xem tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Các bạn thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi đồng thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc làm vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người của từng năm, từng tháng, từng ngày và từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thể theo nguyện vọng của quý vị khán giả muốn biết năm 2021 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào động thổ thì cát, xây nhà vào năm tháng ngày giờ nào và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà trong năm 2021. Phong thủy may mắn đã liên hệ với các thầy phong thủy lão làng trong ngành về việc xây nhà năm 2021. Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy may mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn hướng nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Việc trước tiên khi làm nhà đồng thổ cải tạo xây cất sửa sang nhà cửa thì gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 phải xem mình có phạm vào tuổi đại kỵ không, đó là tam tai, hoàng ốc và kim lâu. Bởi vì phạm vào ba đại kỵ trên, nếu gia chủ mà làm nhà thì sẽ bị hạn tam tai. Gia chủ đang phân vân tuổi 1988 xây nhà năm nào và chọn đúng năm trùng với tuổi hạn tam tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu và không may mắn. Vận xui xẻo sẽ đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp các biến cố hay là các tai họa không thể lường trước được. Còn về hạn kim lâu, nếu gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm kim lâu thì quanh năm ốm đau bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Còn về hạn hoang ốc, nếu gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm hoang ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt lành, lạnh lẽo, hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng trong nhà. Tuổi Mậu Thìn 1988 vào năm 2021 thì không phạm phải kim lâu, hoang ốc, tam tai. Vì vậy, năm nay tuổi Mậu Thìn động thổ xây mới rất tốt. Tuy nhiên thì cần phải liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn xem ngày thiết kế bố cục phong thủy nhà ở để tài lộc và may mắn suốt đời. Tiếp theo thì ta sẽ xét đến vận đất. Theo lưu niên mỗi năm thì các thiên tinh đáo đến khác nhau gây nên những ảnh hưởng trực tiếp tới từng hướng nhà và từng tuổi, xem xét cụ thể như sau. Tuổi Mậu Thìn 1988 mệnh chấn mộc có bốn hướng tốt: đông phục vị, bắc thiên y, đông nam diên niên, nam sinh khí. Bốn hướng xấu là tây nam họa hại, tây tuyệt mệnh, đông bắc lục sát, tây bắc là ngũ quỷ. Còn hướng đông thì gồm có ba sơn giáp mão ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát, tam sát là một trong những sát tinh lớn nhất nên năm nay việc xây mới hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng đông bao gồm tọa tân hướng ất, tọa canh hướng giáp và năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của Phong thủy May mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng đông. Tuổi Mậu Thìn xây nhà vào hướng đông thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc, hướng đông nam tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dừng tại phục vị về hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Tiếp theo đó là hướng bắc gồm ba sơn nhâm tý quý, 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao nhị hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Mậu Thìn 1988 mà xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được thiên y thuộc sao cự môn thổ, hướng đông bắc tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh còn khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thế đi theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Tiếp theo đó là hướng đông nam thì gồm có ba sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021
Người Mậu Thìn phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn của năm, vì vậy không nên đồng thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào Mậu Long biến vận sát nên càng hung hoạn. Vậy nên, những nhà hướng Đông Nam vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Tuổi Mậu Thìn 1988 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tự quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Còn xét đến hướng Nam thì gồm có ba sơn Bính, Ngọ, Đinh, 107,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Mậu Thìn cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Tuổi 1988 Mậu Thìn nam mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông tự quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Còn nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút nên đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì về hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn xét đến hướng Tây Nam thì gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021, Thái Tuế tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi thì không nên xây mới, sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn thì xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Người Mậu Thìn sinh năm 1988 ở nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tự quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Tiếp theo đó là hướng Tây gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bàn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được năm nay thì nên xây. Tuổi Mậu Thìn 1988 xây nhà vào hướng Tây thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Thìn 1988.
Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm 3 Sơn Sửu cấn dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2021 bị phạm Thái Tuế và Sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi Mậu thì nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây vào trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Mậu Thìn đang ở nhà hướng Đông Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Thìn 1988. Xét sang hướng Tây Bắc thì gồm có 3 Sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2021 phạm phải Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm vào Mộ Long biến vận sát, nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Đối với nam mạng Mậu Thìn sinh năm 1988 mà xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ biến nóng này, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp tuổi Mậu Thìn đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Thìn 1988. Còn xét sang nữ mệnh tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, mệnh chấn mộc có 4 hướng tốt, đó là Đông Phục Vị, Bắc Thiên Y, Đông Nam Diên Điên, Nam Sinh Khí, và 4 hướng xấu đó là Tây Nam Họa Hại, Tây Tuyệt Mệnh, Đông Bắc Lục Sát và Tây Bắc là Ngũ Quỷ. Đầu tiên thì ta xét đến hướng Đông, đó là gồm có 3 Sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm vào Tam Sát. Tam Sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông. Còn nữ mạng tuổi Mậu Thìn 1988 xây nhà và ở hướng Đông thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Bắc gồm có 3 Sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Nữ mạng tuổi Mậu Thìn 1988 mà xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh, hợp hướng được Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc, tổng quý là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh còn khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn.
Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Nam gồm Ba Sơn, Thìn, Tốn Tị từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021, phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung hoạn. Vậy nên, những nhà hướng Đông Nam vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nữ hoàng tuổi Mậu Thìn 1988 xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng Quế là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn từ chuyên gia phong thủy may mắn sẽ được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Xét sang hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 là rất tốt. Tuổi 1988 Mậu Thìn nữ mạng ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông tự quái là Chấn, chủ về sức khỏe, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Về sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Xét đến hướng Tây Nam thì gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021, Thái Tuế tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nhưng việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Người Mậu Thìn sinh năm 1988 ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Tiếp theo đó là hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bàn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được năm nay thì xây. Còn tuổi Mậu Thìn 1988 mà ở hướng Tây thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào Tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật. Con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Mậu Thìn 1988 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Thìn 1988. Xét sang hướng Đông Bắc thì gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ.
Năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Bộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi Mậu Thìn, nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào Lục Sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà Lục Sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tổng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Mậu Thìn đang ở nhà hướng Đông Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng nguyên hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Hướng Tây Bắc gồm có ba sơn tuất càn hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm 2021 phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra thì những nhà tọa Thìn hướng tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm Mộ Long biến vận sát, nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Với nữ mạng Mậu Thìn 1988 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc Hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa, vào năm 2021, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Còn về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Mậu Thìn đang ở nhà hướng Tây Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Thìn 1988. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2021 Tân Sửu, hầu hết các hướng đều phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long biến vận sát là sát khí của Hồng phạm ngũ hành, khi nạp âm của Thái Tuế khắc với nạp âm của Mộ Vận Long tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm cho thấy, khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí của gia đình. Quan vận sự nghiệp thì trắc trở, ly hương. Năm 2021, Mậu Thìn nạp âm Thái Tuế là thổ khắc Mộ Vận Thủy, Tân Sửu nạp âm thủy, các sơn giáp dần thìn tốn tuất khảm thân tân sửu quý khôn canh mùi năm 2021 không khai sơn lập hướng. Về ngũ hoàng đại sát, ngũ hoàng đại sát cũng là sát khí của trung cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng, đây là thiên khí sát vận đại hung, không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay là tu tạo. Nếu phạm phải khí này, nặng thì mất người, nhẹ thì ôn tật, thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn tài quan vận, sự nghiệp bị trắc trở. Năm 2021, ngũ hoàng đại sát đến phương Đông Nam tuyệt đối không xây mới hay là tu tạo sửa chữa. Còn về Thái Tuế sát là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao Mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thị phi, quan tai, tật ách, nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Tuổi Mậu Thìn, vào năm 2021, Thái Tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí trên sửu la bàn, nên không xây mới là tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bạn tuổi gì. Còn về tam sát thì gồm có kiếp sát, tai sát, tuế sát. Năm 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông, Đông Nam với ba sơn, dần, mão, thìn, chủ tai họa là sát khí của năm, cần kiêng kỵ xây nhà mới phần tọa phạm những sát này, bởi khi phạm vào tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát một lúc, tác hại vô cùng lớn. Vào năm 2021 thì những nhà có sơn, dần, mão, thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo sửa chữa ở phương này, tránh tai họa. Còn về Mậu Kỷ Đô Thiên, Mậu Kỷ Đô Thiên là sát trung cung, khí sát của thiên can Mậu Kỷ thì hàng năm con ông không bay về phương Mậu Kỷ tìm mật. Mậu Đô Thiên sát nam mệnh, Kỷ Đô Thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ Đô Thiên tai họa là lớn nhất. Vào năm 2021, Mậu Đô Thiên tại Tuất, Kỷ Đô Thiên tại Hợi, nhà hướng Thìn, Tỵ tuyệt đối không xây mới vào tháng Tuất Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn từ ngàn đời xưa, các cụ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ, còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo.
Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có ý nghĩa đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà thì được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp người trong nhà có được bình an, may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt cũng đã tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng làm phù chủ để tăng cát khí cho ngôi nhà. Trong trường hợp mà gia chủ ở nhà không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên, gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải. Trên đây thì phong thủy may mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán về việc xây mới, sửa chữa các hướng nhà năm 2021 cũng như là việc hóa giải nhà ở khi mà không hợp hướng. Tổng hợp lại, năm 2021 thì có hai hướng cấm kỵ xây mới hay là sửa chữa, đó là Đông Bắc và Đông Nam. Còn hướng Bắc thì xây đại cát. Các hướng còn lại, nếu chọn năm tháng ngày giờ tốt, xây mới hay sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm chọn năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không, chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình, đội ngũ trợ lý thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về việc xem ngày động thổ và tư vấn về bố trí bố cục, nội thất hợp với phong thủy để có thể hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ phong thủy may mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ, bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.